Trường tương tư của Dương Tử là thước đo cho sự nổi tiếng của Dụ Phượng Hành. Dân tình tranh cãi khi trường tương tư của Dương Tử trở thành thước đo sự nổi tiếng cho Dụ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi lên sóng, Dụ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã xác lập loạt thành tích khủng, khiến các fan choáng ngợp. Bộ phim cũng đã được chứng nhận bạo khoản với các chỉ số đáng ngưỡng mộ. Có thể nói màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khuấy động màn ảnh nhỏ dịp đầu năm 2024. Tuy nhiên mới đây dân tình đã được fan tranh cãi khi Tencent lấy trường tương tư của Dương Tử Trương Vạn Ý đàn kiện thử Đặng Vi ra làm thước đo sự nổi tiếng cho Dụ Phượng Hành. Cụ thể khán giả phát hiện tấm banner mới giới thiệu Dụ Phượng Hành có dòng chữ vừa khai niên 2024 đầu tư không lỗ, nhiệt độ no one toàn mạng hay không thua gì trường tương tư. Trước đó khi lên sóng vào cuối 2023, trường tương tư đã nhận được giấy chứng nhận phim bạo khoản. Dự án cổ trang này cũng đã góp phần giúp Tương Tử hâm nóng tên tuổi, hồi máu lưu lượng. Không những vậy, qua bộ phim này, Đặng Vi đàn kiện thử và Trương Vạn Ý cũng nhận được hồng lợi lớn, trở thành nam chính của loạt phim lớn. Tuy nhiên nhiều khán giả cho rằng Dụ Phượng Hành và Trường Tương Tư là hai bộ phim thuộc đề tài khác nhau. Việc Tencent lấy phim của Dương Tử nắm thước đo sự nổi tiếng cho phim của Triệu Lệ Dĩnh là điều không phù hợp. Thế nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ đây chỉ là một cách nói để chứng nhận rằng Dụ Phượng Hành hay chẳng kém cạnh Trường Tương Tư mà thôi. Hiện tại dân tình vẫn đang tranh cãi xem giữa Trường Tương Tư và Dụ Phượng Hành bộ nào xuất sắc hơn.